Là 5 phút để không ai trở thành người tối cổ, không ai bị bỏ lại đằng sau trên dòng chảy tin tức. Sydney bị càn quét bởi cơn bão dữ dội. Sư tử ở vườn thú London thể hiện kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Trẻ em khiếm thính Indonesia tham gia các bài học tôn giáo bằng ngôn ngữ ký hiệu. Giải cứu chú chim suy dinh dưỡng trầm trọng ở Peru. Xương hàm cổ đại nắm giữ manh mối về tổ tiên loài người ở châu Âu. Tất cả sẽ có ngay trong 5 phút biết hết ngày hôm nay. Các con sông dâng cao và khiến đường phố bị ngập lụt trong nước, ngay cả khi hệ thống bão dữ dội đã tấn công một số khu vực của Sydney với lượng mưa xối xả trong 4 ngày qua và đã di chuyển khỏi thành phố. Thủ tướng New South Wales cho biết hơn 85.000 người, hầu hết ở các vùng ngoại ô phía tây của Sydney, đã được yêu cầu sơ tán hoặc cảnh báo rằng họ có thể nhận được lệnh sơ tán, tăng từ 50.000 người. Ngay cả khi nước lũ rút ở một số khu vực của Sydney, Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã kêu gọi người dân lắng nghe hướng dẫn của chính quyền. Tôi nhắc lại một thực tế là mọi người cần nghe lời khuyên, cần không chấp nhận rủi ro khi được yêu cầu sơ tán phải đảm bảo thực hiện đúng như vậy. Đây vẫn là một tình huống nguy hiểm và chúng tôi cần phải ứng phó một cách thích hợp. Thời tiết bờ biển phía đông của Úc bị chi phối bởi hiện tượng La Nina, thường liên quan đến lượng mưa lớn hơn 2 năm liên tiếp vừa qua. Sư tử cái Aria của sở thú London gần đây đã thể hiện một số kỹ năng chơi bóng khá ấn tượng trong vòng vây của mình khi nước Anh chuẩn bị đăng cai giải vô địch châu Âu dành cho nữ. Sư tử được Bohanu dường như không hứng thú với những quả bóng mà những người nuôi nhốt đưa vào chuồng ở vườn thú trung tâm London. Nó để cho người bạn đời của mình chơi một mình. Vườn thú cũng cho biết thêm rằng những quả bóng được xử lý bằng các loại thảo mộc và cả gia vị. Sự im lặng ấm áp và những cử động tay nhanh nhẹn thay thế cho những tiếng ríu rít và giọng nói của học sinh khi học sinh khiếm thính ghi nhớ và đọc thuộc lòng thánh kinh Koran của Hồi giáo và ngôn ngữ ký hiệu, một nhân khẩu học thường bị lãng quên trong cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất thế giới. Những học sinh khiếm thính ở Indonesia từng không thể tiếp cận giáo dục tôn giáo cơ bản như đọc và trích dẫn thánh kinh, giờ đây có thể ghi nhớ và học kinh Koran bằng ngôn ngữ ký hiệu ở Yogyakarta. Giáo viên tôn giáo Abu Kafi đã mở trường Darul Ashom vào năm 2019, lo ngại về việc trẻ em khiếm thính bị gạt ra ngoài chương trình giảng dạy ở trường công. Kafi cho biết, bởi vì những trường nội trú như thế này vẫn còn rất hiếm và có thể nói đây là trường duy nhất ở Indonesia. Tin tức về sự tồn tại của nó đã nhanh chóng lan truyền và mọi người thực sự cần một nơi như thế này cho trẻ em khiếm thính học tập. Hiện trường có 12 nhân viên và giảng dạy 115 học sinh trong độ tuổi từ 7 đến 28. Học sinh nói rằng các trường nội trú cung cấp cho họ cơ hội hòa nhập với các bạn khiếm thính khác thực sự rất tốt, cũng như hỗ trợ ước mơ trở thành giáo viên tôn giáo hoặc doanh nhân của họ. Ở Indonesia, chương trình giảng dạy ở các trường công lập chỉ cung cấp việc giảng dạy tôn giáo hạn chế cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt, bắt đầu từ 8 hoặc 9 tuổi chứ không phải ở ngũ giáo cho nhiều học sinh khác. Theo một cuộc khảo sát của Cơ quan Trẻ em Liên Hợp Quốc, chỉ có 3 trong số 10 trẻ em khuyết tật ở Indonesia được đến trường. Học sinh khiếm thính thường dành khoảng 5 năm để học thuộc lòng kinh Koran tại trường. Một phụ huynh của một học sinh khiếm thính tại trường đã đánh giá cao những nỗ lực để giảm bớt những trở ngại này. Một chú chim con bị suy dinh dưỡng đã được cứu ở vùng Ancash của Peru sau khi người dân địa phương tìm thấy chú trong tình trạng tồi tệ. Cơ quan rừng và động vật hoang dã quốc gia Peru đã đưa con Kondo 8 tháng tuổi đến trung tâm phục hồi ở thành phố Huaraz, vùng Ancash sau khi người dân không thể hồi sinh nó. Bác sĩ thú y Sylvia Chavez đã kiểm tra con chim và kết luận rằng nó bị thiếu dinh dưỡng, khiến lông của nó bị mất màu. Con vật sẽ được trở lại tự nhiên sau khi phục hồi. Đây là loài chim bay lớn nhất ở Peru và là một trong những loài lớn nhất trên trái đất. Nó được coi là dễ bị tổn thương bởi Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên Quốc tế. Các nhà khảo cổ học ở Tây Ban Nha cho biết họ đã tìm được một chiếc xương hàm cổ có thể giúp họ hình dung khuôn mặt của một số tổ tiên loài người sớm nhất ở châu Âu. Nhóm nghiên cứu cho biết, phát hiện bất ngờ có thể có niên đại khoảng 1,4 triệu năm tuổi này cũng có thể cung cấp những manh mối quan trọng về sự tiến hóa của khuôn mặt con người trong nhiều thiên niên kỷ. Mảnh hóa thạch của hàm trên và xương gò má được tìm thấy gần các hang động ở dãy núi tỉnh Burgos, miền Bắc Tây Ban Nha, nơi lưu giữ những di tích cổ đại khác. Các nhà khoa học cho biết họ vẫn đang nghiên cứu để xác định loại tổ tiên cụ thể của loài người và xác định tuổi của xương. Những gì họ có thể nói là đã tìm thấy một hóa thạch rất quan trọng và thú vị thuộc về một trong những quần thể đầu tiên đến châu Âu.
5 phút biết hết, các bạn ấn tượng với tin tức nào nhất để lại chia sẻ quan điểm của các bạn cho chúng tôi.